Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là mẫu chân váy đuổi hàng túi xẻ nha các bạn. Cái mẫu chân váy này khi các bạn diện lên đồ sẽ rất là đẹp, rất là trẻ trung. Với thiết kế là vải đuổi nên nó khá mềm mại, các bạn có thể dễ dàng vận động, di chuyển, vui chơi. Mình có thể diện một phong váy như thế này để đi chơi cùng với bạn bè, người thân của mình. Nó vô cùng tiện lợi nha các bạn. Với thiết kế ba màu như thế này, các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái phong màu mình cảm thấy ưng ý nhất nha. Đây là một số mẫu ảnh nè. Nó có thể kết hợp với crop top hay là áo thun tay dài, nói chung là form rộng cũng kết hợp được. Đặc biệt là cái form váy này là của hàng nên các bạn có thể bận với những cái form áo rộng nó sẽ rất là đẹp ha. Giới thiệu với các bạn đây là một shop yêu thích nha, được đánh giá là 4.9 sao với hơn 5.000 sản phẩm đã bán rồi và giá là 130.000 một chân váy như thế này. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Đánh giá 5 sao là các bạn, váy chất lượng ổn áp lắm nha, mình đặt màu trắng nhưng không bị lộ đâu, chất vải cũng ok nữa. Shop dùng xả vải thơm, váy xinh lắm trời ơi, sau một quá trình mua hàng khá là gian nan của shop thì cuối cùng cũng nhận được em váy về tay, mở ra thơm cực luôn. Tôi cao 1m65, mặc qua đầu gối xíu luôn nè, hai lớp dày dặn cưng lắm nha. Đó, chụp hình gửi về nè các bạn. Chất vải mỏng mát mềm, mặc lên cảm thấy dễ chịu, váy còn có cả mùi rất thơm, quá ưng luôn nên mua nha. Đẹp lắm nha mọi người, thơm, mình cao 1m6, nặng 60kg, mặc qua gối đến khoảng bắp chân. Shop rep tin nhắn luôn, còn thân thiện nữa, giờ mình đặt thêm cái nữa đây. Đó. Nói chung thì đối với dòng sản phẩm này thì với cái giá cả như vậy là khá hợp lý rồi các bạn. Và cái chất liệu là đuổi mà phong cách hàng có xẻ túi nữa, nên các bạn có thể an tâm mua hàng các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.